Kính thưa quý vị, cũng chỉ vì ăn món bún riêu cua nhiều nên là trong tâm trí lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của những chú cua. Và từ những hình ảnh đó thì đã thôi thúc tôi, tạo nguồn cảm hứng cho tôi sáng tác một bài hát chủ đề nói về những chú cua. Và từ những nguồn cảm hứng đó thì tôi đã trở về quê hương. Và sau những ngày tháng lặn lội bên những cánh đồng để quan sát quá trình hình thành, sinh tồn và phát triển của những chú cua, thì tôi đã đúc kết ra được một vấn đề. Và vấn đề đó thì tôi đã chuyển thể thành một bài hát. Và bài hát có tựa đề là Cua Đồng. Và xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức ca khúc để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của bài hát mà tôi muốn truyền đạt tới quý vị. Xin mời chúng ta cùng thưởng thức. Cuông ngôi lên bờ, mẹ em xuống cây. Cuông ngôi xuống ruộng, mẹ em đã cấy xong. Và tầm khoảng 3 tháng sau thì cuông ngôi lên bờ, mẹ em xuống cắt lúa. Cuông ngôi xuống ruộng, mẹ em cắt lúa xong. Vâng, và hết vụ mùa thì cũng là hết bài hát. Xin chào. Xin chào. Jesus Christ, great.